Trong video này Tuấn cập nhật cho cô chú anh chị các bạn về tình hình thời tiết trên một tuyến đường mà Tuấn cũng đã hay đi. Tuyến đường này thì Tuấn cũng hay chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn, căn bản là do bận quá cho nên là Tuấn cũng chưa đi nhiều được, nhưng mà sắp gần Tết rồi thì chắc Tuấn sẽ quay nhiều video ở các tuyến đường khác để chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn nhiều hơn. Và cuối video là cũng có một đoạn và thời tiết vào ban ngày và cũng gần như tuyến đường như này để cho cô chú anh chị các bạn hình dung được ở Hải Phòng bây giờ thời tiết đang như thế nào. Và mấy hôm nay thì cũng bắt đầu có nắng nắng lên nhưng mà cực kỳ rét và nhiệt độ vẫn là từ 19, 10, 11, 12, 13 độ thôi. Dưới cái thời tiết mà 13 độ như này thì không biết là mấy quán ở chỗ tượng đài này có chị mà có đùi à? Thế à? Kiếp này chỗ công viên, chỗ vẫn bán hàng, chỗ cung văn hóa thiếu nhi họ vẫn bán hàng bò bía, kem bướm, nước nước vẫn bán phục vụ mọi người đến đây nhé. Quán nước tầm này họ mới mở ra nhiều nhưng mà không một bóng người. Nói chung là hàng quán thì họ vẫn mở ra phục vụ mọi người thôi, nhưng mà vắng lắm, nó không phải như ngày bình thường được. Dưới cái thời tiết mà 13 độ như thế này mình còn phải đeo khẩu trang, găng tay. Đoạn này là chỗ này là ngồi uống nước chè nhiều buổi tối nhưng mà hôm nay cũng vắng teo. Đây teo luôn. Quán ăn mà nếu chỗ đoạn này đấy, bánh đa đỏ đây, bánh đa cua đồng, bò nầm nướng này, chỗ bia Hải Phòng nữa. Không biết bia Hải Phòng thì chắc cũng vắng teo rồi. Không ai thời tiết này ngồi uống bia ở tầm này. Vẫn có quán bia họ mở ra, ai vẫn uống bia thì vẫn lẩu, bò nướng. Cái quán bia Hải Phòng ấy thường họ chỉ mở tầm 11 giờ hay sao, 11 giờ mình nhớ nhầm hôm đó mình ngồi tầm đấy rồi. Còn đây thì vẫn có lẩu và họ có những cái bạt ni lông để mọi người có thể ngồi che nó bớt lạnh. Đây là chỗ ngã tư Trại Lính nhé. Mạng này thì quay nhiều cho cô chú chứ các bạn rồi, nhưng mà vào cái thời tiết như này thì quay để cô chú chứ các bạn hiểu để hiểu rõ hơn. À, Noel này. Đấy. Chỗ đoạn này bán mũ Noel năm nào cũng thế. Chỗ này thì sủi dìn thì chắc xếp hàng. Xếp hàng ăn sủi dìn. Xếp hàng luôn. Tối hôm nay sao ở chỗ chân cầu này không thấy ai bán gì nhỉ? Sủi dìn mà xếp hàng luôn. Chỗ đấy sủi dìn nổi tiếng. Tuấn quay cho mọi người ấy sủi dìn ở chỗ đường Đinh Nhân Hoàng rồi. Chỗ đấy thì Tuấn chưa ăn bao giờ. Đấy, đúng là như thế, tại vì nó xa quá, nó không gần nhà. Tối các hàng quán nhỏ nhỏ họ vẫn bán ở trong ngõ. Đây chỗ chợ Phố Đạo, chỗ phố ẩm thực này thì bên trái mọi người cũng đã biết rồi, Tuấn hay quay ở chỗ ăn uống ăn đêm. Trong video nào Tuấn cũng nói đi qua đây, Tuấn nói mọi người có thể là buổi tối nếu mà đến Hải Phòng mà chơi thì có thể vào đây ăn đêm được. Nhiều món ngon, bánh đa, nhiều đầy đủ, nhậu nhất cũng được, đến họ bán đến sáng luôn. Tầm này thì nhà lớn thì chắc cũng vắng rồi, không thể đông được. Cây bây giờ chọc lóc hết, không có tán lá nữa. Không có mấy ai đi ra đây chơi luôn.
nọ ca nhạc ở đây. Ai cũng đùm áo ấm, trà cúc cũng vắng luôn. Mọi lần là tầm này buổi tối trà cúc đông lắm, trà cúc vắng teo luôn. Đấy, trà cúc còn vắng teo rồi thì không biết là như thế nào. Cà phê, lại thêm một quán cà phê nữa ở đấy. Đường này khéo dần dần thành trở thành nhiều quán cà phê rồi. Lại thêm một quán ở ngay chỗ Kỳ Đồng, ngã ba Kỳ Đồng, chỗ trước là cái ngân hàng đấy. Đợi trà cúc rồi mở ra này. À, quần áo bây giờ dần dần là mọi người không bán được nhiều nữa rồi. Đây là chỗ Trần Quang Khải đấy. Đấy, một chút review thôi của chú anh chị các bạn có thể tham khảo được nhé. Vào trong cái ngày hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2023. Đây chỗ nhà thờ. Nhà thờ hôm nay cũng thấy trang trí rồi nhưng mà chưa kịp quay cho cô chú anh chị các bạn thôi. Mai ngày kia là Noel rồi. Này, lúc này tầm khoảng mười mấy độ, nói chung là trời rét, mọi người nhìn bây giờ ô tô lắm. Lúc này hôm nay là chủ nhật đấy, này như là mười mấy. Rét lắm, rét từ chiều tối hôm qua đến giờ. Hôm qua lúc mình ngồi chỗ bờ sông ấy, vẫn ngồi chỗ bờ sông là mười mấy độ, 13 độ, à 12 độ rồi đó. Sáng nay cũng mười mấy độ mà ngồi ngoài chỗ bờ sông uống cà phê mà nó rét thì thôi rồi luôn. Và lúc này tầm này bây giờ là đang phải mặc là một áo phao ở trong và một áo khoác ở ngoài. Ngày chủ nhật chỗ đoạn đường này là đoạn đường Cầu Đất, thỉnh thoảng hay đi có việc cho nên là chỗ sợ cô đạo rồi. Đi tay nói chung là rét cóng, mặt cũng cóng cóng, khá là cóng, không biết là rét được mấy hôm nữa. Thì ở chỗ nhà lớn kìa, cây cối thấy bảo là có cao đao, cao đao gì nhỉ, thấy bảo có cao đao cuối năm, cao đao tức là chương trình ca nhạc cuối năm, hình như là có bắn pháo hoa hay sao. Đây, cây, mọi người nhìn thấy cây mới ở nhà lớn. Biết chương trình ca nhạc gì. Rét này trà cúc và sướng rồi, có trà cúc nóng. Thứ bảy chủ nhật lúc nào cũng đông. Hay đi qua đây lần nào cũng quay cho cô chú anh chị các bạn tham khảo một chút chia sẻ về thời tiết Hải Phòng. Bây giờ mới chính thức là rét. Hôm nay mười mấy đấy, bị rét. Chứ còn mười tháng 12 chứ cách đây mấy hôm thì vẫn còn là nắng nóng luôn. Sáng kia vẫn còn nắng nóng luôn. Thì ở chỗ đoạn này đóng cửa nhiều.